Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tôi muốn hỏi có phải vì đời Chúa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kiên trang từ còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xưa giấc ngủ chưa đến tìm. Thôi nhé, nghe anh lại trả lại cho tôi kỷ niệm ngày xưa. Dòng u buồn trên nẻo trần gian, ta đã mất nhau rồi. Làm sao mà mất được? Đến với anh hỡi, ta say đắm bên nhau chua, rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người chua, ta say đắm bên nhau, hey! Rồi mai người đi xa, còn tình yêu sẽ bay xa. Phải rồi, đi bán về là chua là phải rồi. Cái gì chua? Chua. Trời, ông nói chua. Cái đó là cái nhạc điệu bè người ta. Chua chứ không phải là chua quá. Vậy sao tôi nghe gì thua quá. Trời ơi, không phải thúi quá mà là chua. À, chua hả? Ừ. Mà ông sao kỳ quá hả? Gì? Cái gì mà la lối ôm sòm hết trơn á trời. Mỗi lần mà ông qua nhà tôi đó hả, là sáng ngày mai á, là tôi bị hàng xóm mắng vốn tôi rồi hả. Kệ người ta, mắng vốn kệ người ta ha. Cái ngày nào mà em không chịu anh á, là anh sẽ qua đây làm phiền em dài vậy đó. Thôi đi ông ơi, sao mà ông kỳ cục quá à. Già cả rồi, lớn hết rồi, yêu cái nỗi gì nữa mà yêu. Em nói vậy là xúc phạm anh. Anh già, nhưng mà tâm hồn anh rất là trẻ. Ha. Em, cái gì? Em hãy nhìn vô mắt anh đi. Trời ơi. Em ra đây. Thôi đi. Anh hãy nhìn vô mắt em nè. Nhìn lên mắt anh đi. Nhìn đi. Trời ơi. Nhìn đi mà. Ôi ma trời đất ơi. Ông có điên không vậy? Cái gì? Có điên không? Bởi ta điên nên người đi. Bởi ta điên nên người mê. Bởi ta điên nên người ta bỏ mặt ta đó. Chứ dựa lắm. Đã không có hơi bày đặt rống là chị chơi giống như con chó cúm vậy hả? Ai bỏ ông á thì ông đi tìm người đó đi. Ông qua đây ông kiếm tôi làm gì? Mệt ông quá hả? Cái gì vậy Tám? Điên gì đó. Tám ơi, nghe anh nói nè Tám ơi. Cái gì? Ra đây. Em ra có vô đó hoài vậy gì? Ra đây nói chuyện với anh nè. Đi bán về mệt quá. Để cho tôi nghỉ ngơi chút. Nghĩ cái gì? Anh qua tới nơi mà nghĩ cái gì nữa Tám. Vậy em có biết là anh yêu em lắm không? Gì? Anh yêu em rất nhiều. Tôi dẹp đi, vừa nói vừa đờn khó quá. Vậy thôi nói đi. Anh yêu em. Ừ. Đến nỗi mà em muốn tất cả vì sao trên trời, anh sẽ đem xuống cho em hết. Trời ơi, thôi ông ơi, sến vừa vừa thôi ông, sến quá vậy. Nè, xin lỗi em nha. Sến mới là đẳng cấp, sến mới trường tồn, sến mới đi vô lòng người. Chính vì vậy, Thứ Nga mới làm chương trình Nhạc Vàng Muôn Thuở. Phải rồi, sến của người ta là sến đi sâu vào lòng người. Còn sến của ông là sến xàm, sến xạo, sến từ trong lòng người đi ra. Từ trong lòng đi ra là sao? Là
là tôi mắc ói đó. Em muốn ói à? Ừ. Trời ơi. Cái gì vậy? Tám. Gì vậy ông Bảy? Làm gì vậy? Sao em già mà em mắc nết vậy? À. Sao nói tôi mắc nết là sao? Em lây gì vậy? Làm gì tôi lây? Tôi cái gì lây? Em có chữa hả? Trời ơi. Trời ơi ông nội ơi. Hết trứng rồi còn chữa gì trứng. Hết trứng. Hết trứng? Ừ. Tại sao không nói với anh? Chị vậy? Anh đưa trứng thêm cho em bán. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói trứng đây là trứng đẻ chữa kìa ông nội ơi. Trời ơi, anh tưởng má học dịch lộn. Em biết không, trên người em á, anh thích nhất là hai thứ. Thôi đi nha, đừng muốn nói tầm bậy nữa nha. Tầm bậy cái gì anh nói thiệt. Hai thứ mà. Gì mà thích? Thứ nhất là cái gì? Là giọng hát của em. Thứ nhì là gì? Là học dịch lộn của em, ngon lắm. Trời ơi, thôi em ơi, nói tầm xàm không à. Để tôi đi bán hộp vịt lộn. Làm cái gì em ơi, em nghe nói nè. Nói cái gì? À, cái gì? Nghe nói đi. Trứng sao? Hả? Trời đất ơi. Anh thôi. Nói em nghe nè. Nhắc vô hộp vịt lộn mà mới nhớ. Sao? Tại sao thiếu gì hộp em không bán hộp vịt lộn? Theo anh đi, anh sẽ đầu tư cho em một cái ghe thật là hoành tráng, bán hộp xoàn trên sông Chợ Nổi. Trời. Thôi đi ông ơi, vô duyên quá à. Mặt đã xệ rồi mà còn du duyên nữa. Thôi đi, đi về đi. Nè, em đừng có khinh thường anh nha. Gì, em nói anh mặt xệ chứ gì? Ừ. Rất nhiều phụ nữ cầu xin anh mà anh không thèm đó. Thôi đi, tôi nghĩ là cái ban hộ niệm cầu siêu ông thì có chứ ở đâu mà cầu xin. Nè, nói cho em biết. Gái nào cầu xin ông đông chỉ rồi. Duyên, để yêu anh say đắm. Duyên nào? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thiệt là quan tưởng à ngang. Ai chứ tôi rành ông dữ lắm. Gì? Vợ chết đã lâu, phải không? À. Không? Rồi á là con thì lại ở nước ngoài. Ở không suốt cả ngày để chờ con gửi tiền về nuôi. Vậy mà cũng bày đặt khoe. Nè, em đừng có nói vậy nha. Xúc phạm anh nha. Thằng con anh á, nó năn nỉ anh lắm anh mới nhận tiền của nó. Bởi vì sao? Thấy anh là một người cha hoàn hảo, và là người cha vĩ đại. Thôi, thôi, không thôi, bao giờ lăng nhăng gái gú. Trời ơi, dữ quá. Thôi đi, thôi đi. Tôi không có dám rớ tới ông đâu. Rớ tới ông nổ cái banh xác tôi bây giờ. Nổ cái gì không biết nữa. Để em gì? Ôi, cái gì? Thôi đi mà. Thôi đi về đi. Nói cái gì mà nói. Về cái gì? Sao mỗi lần anh qua đây là em đuổi anh về vậy? À, tôi biết rồi. Chắc lại dính dáng tới cái thằng cha tư ốm như con mắm chứ gì. Cái thằng nó nghèo sơ nghèo xác mà ngày nào nó cũng qua đây nó thăm em đúng không? Hả? Kệ nó, tôi yêu ai mặc kệ tôi. Mắc mới gì ông mà ông nói. Thôi ông đi về đi ông ơi. Sao em đuổi anh hoài vậy? Đủ anh nói gì? Cho em nghe nè. Anh yêu em ha. Rồi con trai em cũng thích anh nữa. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Tại sao không tới với nhau? Nè nè nè, nói tới con trai tôi rồi tôi nhắc cho ông nhớ nghe. Nó vừa mới lớn đó nghe. Ông đừng có dạy hư nó. Rồi đừng có dẫn nó đi mà ăn chơi đàn đúng là không có được đâu à nha. Không bao giờ. Nó tự nguyện theo anh chứ anh đâu có ép uống gì nó đâu. Ủa em ho hả? Bị bệnh hả? Sao không nói cho anh biết để anh lo cho em? Hả? Được rồi, cảm ơn anh. Ông đi về đi, về giùm tôi đi mà. Cho anh nói chuyện chút xíu đi. Tôi đi về giùm tôi đi. Trời ơi, đi buôn bán về cho tôi nghỉ ngơi với anh Bảy. Không kịp tôi mà. Anh hát nữa đó. Thôi thôi thôi, đi về tôi lại. Anh về giùm tôi đi. Nha. Đuổi anh thiệt á hả? Bởi vậy mà. Ta say. Lộn đông rồi. Ta say. Gì? Trời đất cùng say. Ừ, ông ơi, ông điên quá ông ơi. Điên à? Ừ. Tôi chỉ là người điên. Trên đường em nhìn thấy. Ông điên. Tôi chỉ là người say. Quá trời điên. Trên điên. Vườn hoa tình á. Em biết là mệt gì đâu. Cha Bảy heo này ăn rồi cứ tới đây hoài. Tên cù rủ con heo nái của tôi hả? Còn lâu. Thiệt với ông, cỡ ông không có cửa cạnh tranh với tôi đâu. Con người chỉ biết đờn hát, không biết lãng mạn. Làm gì mà đứng đứng nói chuyện mình vậy ông Tư? Hả?
làm hết hồn. Gì vậy? Sao đứng đó nói mình vậy? À, vô nhà. Thôi, không có dám vô nhà, người ta dị nghị. Dạ, sao đứng đó nói mình vậy? À, thì cũng làm bầm cho vui vậy mà. Vậy hả? À, tôi... gì? Mỗi lần gặp tôi hay lắp bắp vậy á. Ờ, sao mà... Tôi đâu có ăn thịt, ăn cá gì anh đâu mà sao anh lập bập vậy hoài vậy? Nếu ăn tôi rồi tôi đâu còn cơ hội nói nữa. Vậy hả? À, thôi tôi về. Đứng lại. Sao qua đây rồi gặp rồi không nói với tôi câu nào hết trơn rồi đi về là sao? À, tôi... nè. Cầm ấy. Chứ vậy, làm gì tặng bông cho tôi? Vía bà. Tặng bà. Tặng tôi. Tặng, cầm mấy. Thôi tôi về. Đứng lại đó. Trời đất ơi. Tặng bông xong rồi không nói với tôi câu nào hết trơn vậy sao? Hả? Nè, làm gì vậy? Có cái thơ nè, đọc đi, đừng nói, tốn hơi lắm. Yêu cầu ông Trần Văn Tư trả lại bông trên bàn thiên cho tôi. Lâu. Không đưa tôi. Đây mới là thơ của tôi. Tôi ngồi tôi làm cả đêm. Có những đêm miệt mài anh không ngủ. Anh âm thầm anh nhìn củ khoai lang. Nhìn khoai lang mà ánh mắt mơ màng. Anh bàng hoàng nhận ra mình rảnh quá. Rảnh thiệt ha. Vậy thôi đó phải không? Không nói với tôi câu nào nữa phải không? Nói cái gì bây giờ? Mà tôi nói bà nghe nè. Bà đừng có nghe lời cha bà ấy, nghe không? Nghe lời cái gì? Ông mà như vậy hoài á là tôi đi lấy chồng cho ông coi. Tôi khổ quá mà. Tôi muốn nói nhưng tôi không biết nói sao. Tôi chỉ dặn bà đó là đừng nghe lời cha bãi mập. Cái mặt nó đó là không có hợp với bà rồi. Mặt tôi nè. Hả? Người ta nói thế gian được vợ mất chồng, được cả về đôi thiên lôi nó quánh chết. Bà như vậy, tôi như vậy nó mới hợp. Chứ còn cha kia không có hợp. Đúng rồi. Mặt cha bảy tuy rằng là chả là mặt chả xệ lắm phải không? Chả xệ nhưng mà chả có nhiều cái hay lắm không? Làm gì vậy? Ông biết tỏ tình bằng lời ca tiếng nhạc, biết không? Rồi ông á không khác gì là một sói ca. Còn ông á ném về là sói tráng rồi. Ông có biết ca hát gì không? Biết sao biết? Đâu ông hát thử coi. Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Thôi đi ông ơi, thôi dẹp đi. Trời đất ơi. Giờ không còn mặc câu dù nào. Tôi không biết ca thiệt. Nhưng mà nói thiệt với bà, thấy bà đơn chiếc, tôi lo lắng cho bà thôi. Bệnh hoạn nữa mà thằng nhỏ thì cứ đi chơi hoài, không có ai lo cho bà hết. Tôi muốn qua đây đặng lo lắng cho bà. Biết vậy rồi nhưng mà muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn nói nhưng mà tôi sợ bà không có đồng ý. Tại ban đêm á. Thôi mà. Tôi muốn. Em ơi. Chết rồi. Mẹ rồi, cháu qua tới rồi. Tới. Ông bảy ông tới ông ơi. Thả mà. Cái gì vậy? Tức mình ghê á. Hồi nãy mới ra trước cửa nè. Sao? Có cái cuộc điện thoại nó gọi tới. Kêu ra bưu điện lãnh tiền con gửi về. Rồi có không? Đâu có. Cái thằng nào nó dám mạo danh nó chọc tức tôi đó chứ. Tôi mà biết nó tôi giết nó chết chứ không phải giỡn đâu nha. Thằng nó thiệt tình nè. Có lẽ nó biết sao ta. Rồi sao? Tại sao tôi hử thấy mùi mắm như vậy? Mắm á. Không lẽ thằng Tư Mắm nó có mặt ở đây hả? Không có. Ông mới qua ông tặng bông rồi ông đi về. Cái gì? Có tặng bông rồi tám hả? Tám nhận hả? Thì ông... Nó mà biết được là tôi nói tôi phải thiệt thằng này mới được. Ông... Nè. Gì? Tôi suy nghĩ rồi. Nếu mà tám cứ từ tối tôi hoài, mà thằng cá Tư cứ tiếp tục tới đây hoài là không xong. Ông ăn xương. Ông làm gì vậy ông bảy?
Ông làm gì thì ghê vậy? Trời ơi. Trời ơi ông Bảy, đúng là tôi sẽ ăn cơm trước kẹn. Hả? Chúng ta gạo nó nấu thành cơm rồi sẽ xong hết. Chứ mẹ có cái kẹn đập đại cho đâu. Ông Bảy ơi, trời ơi. Tôi sao? Tới đây anh, tới đây với anh đi, Tám ơi. Ông đừng có làm. Mày hả? Mày hả mày? Mày, mày hả? Mày ngon hả mày? Mày trời ơi, mày Bảy. Ngon hả? Mày ngon hả? Ông Tơ. Mày ngon hả? Mày ngon hả? Ngon mày đụng tới bả đi. Muốn chết mẹ mày à. Thấy chưa? Thấy sói ca chưa? Trời ơi. Nó đi sao? Chưa? Đi rồi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi rồi. Đứng lên Ly, đứng lên. Không. Nãy trong cơn ghen người ta có thể dữ dằn, mạnh bạo. Tôi đâu có sợ nó đâu. Nó đâu? Hết trời rồi. Nó đâu rồi? Cái gì nó? Nó đâu? Đi rồi. Ừ. Đi về rồi. Đó là tôi thấy mà. Cái gì thấy cái gì? Nó đâu rồi? Đi về. Ở đây thấy không? Thảo không? Đi đi về rồi. Mạnh ra. Đi về rồi mà. Nó đây nè. Rồi cái. Cái phím đờn. Mắc nó uống tiền lắm. Trời đất ơi. Hú hồn ngu dĩa. Nó tìm cái phím đờn mà tôi tưởng nó tìm tôi. Thôi. Sao nãy ông quay quá mà. Ông hùng hổ quá mà. Nãy quay là sợ nó. Nó xâm hại vô con người bà. Cho nên là tôi mới dữ dằn vậy thôi. Giờ tôi có cái này tôi nói. Nhưng mà không biết là nói ra rồi ý của bà làm sao. Bà có chịu không? Thì nói đi. Thì giờ tôi hỏi bà luôn là bà có chịu không? Không nói thì sao mà biết mà tôi chịu. Rồi nói đi. Tôi muốn Muốn gì nói đi. Tôi muốn Muốn gì? Tôi muốn ăn hột vịt lộn. Trời ơi vô duyên quá à. Dạo này cái tự nhiên đòi ăn trứng à. Thôi tôi nói luôn. Ừ. Tôi muốn chăm sóc cho bà có chịu không? Tôi chịu rồi ông Tư. Ai cho mà chịu? Ai cho? Chết rồi. Nghĩa, con mới về con. Chào bác Tư đi con. Chào bác Tư. Má nói gì má? Chào bác Tư đi con. Tôi không cần biết ai là Tư Năm gì hết trơn á. Hả? Má vừa phải thôi. Nghĩa. Má già rồi đó. Má biết. Làm gì coi được thì làm. Mà nha. Tôi chỉ biết ông Bảy thôi. Là ông Bảy. Ông lo cho tôi. Ông cho tiền tôi xài. Ông lo lắng tương lai cho tôi. Con à, có nghe ai thì con đừng có nghe ông Bảy con. Thôi khỏi đi, tôi lớn rồi, tôi tự biết cái nào đúng cái nào sai. Con à, má con nói đúng chú, đó. Chú, nhà của tôi, chú không được quyền nói đâu. Nghĩa. Má ngồi đó đi. Con. Má ngồi đó đi, già đứng không nổi sao đứng hoài. Biết rồi. Đừng có nói với má con như vậy. Chú không có biết gì trong gia đình con hết trơn á. Chú làm ơn chú đứng qua một bên đi. Tao thấy mày mới là người không biết đó. Không biết gì? Không biết cái gì? Má. Má cái gì? Đừng nói anh Tư đừng. Hả? Con người chú phải có liêm sỉ chứ chú. Lòng tự trọng phải có chứ. Nghĩa à. Con ơi. Thôi bỏ đi, dẹp hết đi. Giống như phim Hàn Quốc ha. Già sắp bệnh chết, anh hùng tới cứu. Ở đâu ra? Con à. Nghĩa. Má con nói thiệt má. Bây giờ con đủ lớn rồi. Con tự lo cho cuộc đời con rồi. Má không lo được gì hết. Thì má đừng có ý kiến trong cuộc đời con nữa. Nghĩa à. Mày im đi. Chủ im đi. Nghĩa. Tôi đây là chủ im đi. Con nói chuyện. Tôi lấy cái quyền gì nói chuyện thôi. Nghĩa ơi. Tao lấy tư cách là người lớn, tao nói chuyện với mày. Nghĩa ơi. Mày là thằng con mất dạy. Nghĩa ơi, con nghe lời má. Bây giờ mày chỉ biết mày lớn thôi à. Hả? Vậy chứ cái đôi gánh này nè. Bà gánh bao nhiêu chục năm để nuôi mày lớn tới giờ này. Bà gánh bao nhiêu chục năm cũng không thể nuôi lớn được tôi được. Đây là gánh hột vịt lộn thôi. Nghĩa ơi. Con ơi, con nói chuyện với người lớn, con phải nói chuyện. Mày đi. Tôi chỉ được 70 năm rồi.
bao nhiêu năm trong cái nhà rồi tôi được cái gì? Mày, mày là thằng con bất hiếu. Tôi bất hiếu cũng không phải là con của ông. Mày không phải là con của tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày đụng tới người đàn bà này là mày không yên với tao đó. Xin lỗi ông nha, đây không phải là người đàn bà của ông nha chứ. Bà không phải là người đàn bà của tao, nhưng tao biết bà, tao hiểu bà. Mày có biết má mày đã chịu bao nhiêu cái nhục nhã để nuôi mày lớn tới giờ này không? Anh Tư ơi đừng. Bà cứ để yên cho tôi nói. Mày tưởng tao với bà bây giờ mới yêu nhau à? Tụi tao yêu nhau từ hồi còn trẻ kìa. Nhưng gia đình bên ngoại mày vì ham giàu mà ép gả bà cho ba mày. Tới khi bà mang bầu mày, ba mày đuổi bà ra khỏi nhà. Chú nín đi, chú nín đi. Đừng tao không hết. Đừng huyễn hoặc suy nghĩ của tôi. Tôi nói cho chú biết, ba tôi chết vì lao lực lo cho tôi, còn má tôi suốt ngày chỉ nằm ở nhà đú đỡ với ông này hết trong khác. Nghĩa mặt dài. Anh Tư, tôi xin anh đừng có đánh nó. Tôi chỉ có một mình nó là đứa con. Má nín đi, má nín đi. Tôi nói cho ông biết nè, ngày hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là lần cuối cùng ông bước vô trong căn nhà này. Im đi, tôi không im. Tôi đứng đây nè, ông bắt chờ. Bà để tôi nói, ngày hôm nay bà không giết mày, tao cũng giết mày. Ở tù tao cũng giết mày. Tôi đứng đây cho ông giết nè. Được, ông làm gì được tôi? Anh ta mày mất dạy hả? Nghe. Mày mất dạy hả? Mày. Tám. Khi trước gợi những hình ảnh của tím vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rước giọt mưa cuối cùng. Tám ơi, anh yêu em. Nhạc đi. Gươm khổ Tết nhất đến nơi ế chảy ế thiêu chả ai xem bói gì cả. Từ sáng giờ chả ai xem được đồng nào. Toàn uống nước lã cầm hơi. Gươm. Cứ hề ai khổ thì mới xem bói chứ còn nó sung sướng quá chả ai xem. Ai đấy? Chắc có mối rồi. Alo. Mày à? Thằng Đại chứ gì? Thằng Đại chồng con Chào á, hai vợ chồng mày là Chào Đại đấy.
gặp ai chả biết ai, cứ chào đại. Cái gì? Thì hôm qua mày bảo với tao là mày nằm mơ, mày thấy con dê nó vào vườn nhà mày. Ừ thì đúng rồi, con dê là 35. Cái gì? Nó sổ ra 53. Cái đấy là lỗi do mày. Mày bảo mày đuổi nó ra. Ừ, mày đuổi nó ra thì mày phải đuổi là mày đẩy cái đầu nó ra, để mày đẩy cái đầu nó để cho cái đít nó ra trước chứ. Cái này mày đuổi nó để mày cho nó quay cái đầu đi ra, nó đưa ra cái đít ra sau để nó đưa cái đít vào vườn mày, thì con số 5 nó đi ngược lên là đúng rồi. Thế nó ra 53 là lỗi do mày nhá, không phải lỗi do tao đâu. Gớm khổ. Thôi cúp máy đi. Đang bận bịu trả xem tình duyên gia đạo toàn xin số đề. Tao mà biết ra con nào thì tao ngồi ngoài này tao phơi nắng tao xem bói làm gì. Chán quá cơ. Ê kinh khủng ê. Trời ơi, bắt gặp thầy rồi nghe. Con nói cho thầy nghe nha. Con nói rõ ràng cho thầy nghe. Thầy đi đâu mấy năm nay hả? Thầy nói cho con nghe đi. Đi đâu mấy năm nay? Con tìm thầy trong cái hốc, cái hang, cái ngõ, cái hẻm, ống cống con cũng lôi ra nữa, con tìm mà không có. Này, tao phóng cái này vào mồm mày á. Thách thầy đó. Sao mày làm tao như chuột, như giãn ấy? Mày bảo tao ở trong ống cống, không đồ tao chui đi đâu. Thế xin lỗi nhá, đây là cô hay bà để cho tao biết tao còn xưng hô. Chưa có chồng, coi mấy năm nay cũng không có chồng, gọi bằng cô đi. Bực à. Chưa có chồng thì gọi bằng cô à. Đúng rồi, con hỏi thầy nè. Thầy coi con có chồng. Con chưa có chồng mà lại con có con nữa. Đó, tự nhiên bây giờ giải thích đi. Tại sao không chồng mà có con? Nói cho con nghe. Mày về mày nhờ mẹ mày giải thích. Mày không chồng mày có con, tự dưng mày bỏ mày hỏi tao à? Thế tại... mày đàn bà mày vô duyên đó. Thế bây giờ trâu trứng mày rơi lúc nào mày không biết à? Mấy năm rồi vẫn gặp con dở người. Thầy đủ rồi nha. Con muốn nói dở người dở hơi. Con là đàng hoàng nghe. Tôi giải không... thích đi. Giải thích cái gì? Giải thích tại sao tôi không có chồng. Coi mấy năm nay tôi có chồng, rồi bây giờ tôi chưa có. Mà có một đứa con là sao? Không phải là một đứa mà là tới là mấy đứa. Nói. Ô hay nhỉ. Tao có ăn và mày không? Tao không ăn mày thì mày có con với ai thì bố tao chả biết. Nên bây giờ mày cứ đi hỏi một thằng chiêm tinh gia nào mà nó giải thích được cái thằng chồng mày ở đâu ấy. Này, đây tao cắm đầu xuống đất tao đi một đời nhá. Bây giờ thôi. Bây giờ đến đây làm gì? Coi bói với làm gì? Coi thử chừng nào con có chồng nè. Thế mình... rồi. Cái gì? Coi thử chừng nào con có chồng. Xem thì lần chừng nào mày có chồng á. Chính xác. Thế bây giờ sao đến đây ấy là có cái vấn đề như thế này. Không có chồng ấy là do duyên. Nhiều khi là mình cũng phải là phải gieo duyên ấy, nó mới có. À, đây muốn xem ấy thì xem cho. Nhưng mà nghe giọng thì nó có cái gì nó hơi lạ lạ. Lạ lạ làm sao thầy? Như là gọi bằng cô đi thì đúng hơn. Đúng rồi, cô mà, con chưa chồng mà. Ô hay. Đợt trước thầy coi con á là thầy nói cái gì? À, râu hùm hàm én mày ngài, dây năm tấc rộng thân 10 thước cao. Con đi ra ngoài đường, con tìm hết ông này ông kia. Con có râu quai nón là con nói là anh ơi cưới em đi. Ông nói, ông nhìn con đấy. Gì kỳ vậy? Cô khùng hả? Ông nói con câu, ông phán con câu vậy. Rồi con đi tìm người khác cao hỏi ông nào to cao là con nói con tới con cưới, con xin cưới mà ông không có cho. Cũng là cái câu nói của thầy. Cũng là cái câu nói của thầy. Thầy nói là coi sai á, là thầy nói là guarantee refund. Cái câu nói của thầy mà con bỏ tiền ra biết bao nhiêu năm nay con tìm thầy. Bây giờ thầy nói đi, thầy trả tiền lại cho con. Thế là cái thằng đấy nó chửi mày điên ấy, là đúng rồi, lấy tao còn là bảo mày điên đây này. Bây giờ ngày đấy mày đưa tao bao nhiêu tiền để tao xem cho mày cái quẻ bói đấy. Bữa đó con đưa cho thầy 50 đồng rõ ràng luôn. Thế có 50 đô thôi mà mày đi tìm tao vì cái chữ guarantee refund. Thì đó, đó mà có một cái 50 đô thôi mà mày bỏ mấy năm rời ra, mày bỏ biết bao nhiêu tiền ra để mày đi tìm tao, có phải là mày điên không?
Bây giờ mày nói cái câu mà dâu hùm hàm én mày ngài vai năm tấc rộng thân 10 thước cao thì nhận ra rồi, tôi nhận ra cô rồi. Đó. Xong dạo này nhìn đẫy đà thế, nó nở lên như cái bánh phồng tôm đấy. Mà trên cái bánh phồng tôm ấy còn treo hai quả bưởi năm roi. Ủa cái gì vậy? Ủa sao thầy thầy đuôi mà sao thầy biết con? Thầy biết này, con sửa ngực. Tôi nói cho cô nghe nhá. Ông giời, ông đã lấy của tôi đi đôi mắt thì ông cho tôi là cái mũi. Cái mũi tôi ngửi được. Cô chỉ thoáng qua thôi là tôi nghe mùi mỡ. Thôi nói thiệt ra thì thầy coi bói thì giấu thầy cũng không được. Thì thầy coi con á, là thầy nói con là con sẽ có chồng, chồng con to cao đẹp trai. Nhưng mà thế này, cô đi tìm tôi ở đâu mà tìm không ra? Cô đi tìm những chỗ nào mà cô tìm tôi không ra? Con tìm thầy ở chợ Tân Định nè, ở Sài Gòn, khắp cái Sài Gòn chợ nào con cũng tìm. Đời có người ta nói có thể ông ngồi trong ống cống, con xuống ống cống con lôi ra cũng không có. Đó, cô hỏi cái gì mà người ta bảo tôi ở dưới ống cống? Tại vì thầy bói là thường thường ngồi ống cống. Cô hay là hỏi ngồi... tên tôi tên gì mà cô bảo tôi? Con hỏi là tên Gia Cát Lạng ở đâu? Thì người ta mới nhìn con, người ta nói là cái con này nó khùng hay sao á. Ở đây có Gia Cát Lượng chứ làm gì có Gia Cát Lạng. Người ta nói con vậy, nên con cũng bị quê chứ. Quê cái gì? Hỏi đi để cũng phải lựa người mà hỏi. Hỏi thì phải hỏi người kiến thức, người có học thức, có văn hóa thì người ta mới hiểu được hết cái tên của tôi. Đấy, tôi đã giải thích cho cô nghe rồi. Đấy, Lượng là ở trong miền Nam người ta gọi là Lượng, ở miền Bắc gọi là Lạng. Ví dụ như cái câu kẻ tám lạng người nửa cân, đấy là ở miền Bắc. Còn vào trong miền Nam phải gọi là kẻ tám lạng, kẻ tám lượng người nửa ký. Đấy là miền Nam. Thì hôm trước lâu mấy năm rồi coi thầy cũng nói vậy mà con quên. Bây giờ nghe giọng cô thì tôi đoán ra rồi. Tôi biết rồi. Thấy không? Này, tôi không cần phải nhìn thấy là tôi đã đoán ra được người ấy như thế nào. Nghe hơi thôi, nhất thanh nhị tướng. Đấy, như là đây đây, vừa rồi đây. Tôi có biết cái mặt ông Donald Trump đâu. Nhưng mà nghe giọng nhéo nhéo của ông ấy, tôi đoán ngay ông ấy thế nào làm tổng thống. Thế là đúng ngay. Không sai. Thầy hay quá. Đoán vậy mà cho tới giờ này, vậy là thầy nói sai bét luôn rồi đó. Tới giờ này con cũng đâu có chồng đâu. Mà con nói thầy, con giải thích, thầy giải thích cho con, thầy cũng không có giải thích được. Thế bây giờ đến để làm gì? Đến để xem bói đi. Đúng rồi. Để chờ tí đi. Để đây này. Để xem bói là phải lấy hẹn, là phải có appointment ông. Trời ơi, bị đuôi mà coi làm sao thấy được. Ô hay. Người ta mù thì người ta có cái kiểu xem của người mù chứ. Chứ ai cấm người mù viết nhạc, ai cấm người mù viết văn. Để xem chỗ nào vậy? Để xem chỗ nào trống trống thì nhé, cô vào này. Đây có rồi đây. 3 giờ ngày thứ tư nhá. Rồi đến đây xem. Thế thôi. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông luôn á, con đường đi không có ai, đi ngang qua không có một bóng người, rồi cũng không có nữa chứ đừng có nói chi mà coi bị đặt ế chổng rộng luôn, bị đặt nói coi bối rồi đồ coi dừa. Đây tôi nói chảnh dừa thôi, không chảnh chẹ gì cả. Đấy là nguyên tắc, khi đã đặt ra nguyên tắc là mình phải tuân theo nguyên tắc. Nhiều khi đói thối mồm ra nhưng vẫn không xem. Thì ra là thầy đang đói vậy. Ê, bây giờ có xem không? Thôi bây giờ vậy đi. Xem xong rồi tôi tao đi ăn chứ tao đói quá rồi. Thôi nói... Giờ ấy là tại vì cô đi tìm tôi mấy năm nay tôi mới xem cho cô đấy. Không là tôi không xem đâu. Thôi con biết rồi, con cảm ơn thầy. Thầy qua bên kia nó có quán phở kìa. Đó, thầy ăn đi. Thầy ăn đi chứ không thôi thầy đói rồi nó qua mắt làm sao thầy coi con được. Mày điên à, mù mà hoa mắt cái gì. Ủa vậy hả? Bây giờ đặt tiền đi. Lần trước xem ấy là đặt bao nhiêu? Lần trước xem không đúng là tại do cô. Cô không có thành tâm. Với thánh mà cô không thành tâm thì làm sao thánh phù hộ cho cô được. Lần trước con coi con bỏ 50 mà không thành tâm làm sao. Ba cái dĩa con bỏ 50, mỗi dĩa là 50. Thầy nói sao mà con không thành tâm. Ba cái đĩa 50 ấy là lúc ấy vàng ấy là 100 đô 3 chỉ. Bây giờ mày bỏ 50 chưa được mua được 1 chỉ vàng mà. Bây giờ mày bỏ gấp đôi. Tiếng Mỹ người ta gọi là double down đấy. Ông ơi, thôi vậy đi. Lần trước thầy coi con nó sai, thì bây giờ thầy coi con đi. Thầy mở rộng từ bi của thầy ra, thầy coi con khỏi lấy tiền nha. Đấy, mày chưa gì hết mà mày đã đi giả giá với thánh thì thánh nào mà chứng cho mày.
sớm khổ. Vậy bây giờ mày bỏ tiền vào đi. Vậy con giúp bộ con bỏ tiền ra, rồi thầy coi xong thầy trả lại cho con nha. Ô thì mày đi lừa thánh à? Mày lừa mày còn kinh hơn đấy. Đem một cái thành tâm đi, bỏ vào xem thử như thế nào. Bỏ hơn hả? Double down. Có tiền đô không? Thôi tiền Việt Nam đi. Không, thánh thích tiền đô. Hôm nay ta xuất hồn ra tôi hỏi thánh rồi, thánh giáng cơ, thánh bảo bây giờ thầy xài tiền đô nó đang lên đấy. Bây giờ thích xài tiền đô, bởi vì biết sao không? Người mà người ta cúng cô hồn ấy, người ta còn cúng tiền đô cơ mà. Thành thử ra là thánh ganh tị, cho nên là phải cúng tiền đô. Đấy, thứ nhất là đô, thứ nhì euro, thứ ba là Canada, thứ tư là tiền Úc. Trời ơi, con phải quỳ con lạy thầy luôn á. Lạy ta làm gì? Thầy mà coi mà lần này không trúng á hả, con cho giang hồ nó quánh chết cha thầy luôn. Ây da, con xin lỗi. Con hay cái con này. Con... mày càng lúc mày càng hỗn nhá. Làm gì làm tao vẫn lớn hơn mày nhá. Đây này, ba cái đĩa này. Ba cái đĩa này là đĩa tiền tổ này. Đĩa này là đĩa tiền quẻ này. Đĩa này là đĩa tiền tiếp này. Thầy hỏi hết bà con cô bác coi có đi coi bói mà có ai cho tiền tiếp bao giờ đâu. Có chứ sao không có. Ai cho? Nhưng mà cho trước hay cho sau thôi. Nhưng mà bây giờ mày cứ bỏ trước cho nó chắc ăn. Biết bao nhiêu đứa rồi, cứ bảo là thầy xem đi được cái con cho tiền tiếp. Nó xong xem được xong nó bỏ nó đi luôn. Nó không quay lại. Không được đồng nào. Bây giờ lấy trước chắc ăn. Không lẽ viền chồng mà mình phải bán mạng vậy sao trời. Ôi giời, mày bỏ 300 đô mà mày kiếm được thằng chồng thì xin lỗi mày. Mày bỏ bao nhiêu nghìn đô mày mới tìm được tao. Bây giờ đúng mày rồi. Tìm được chồng mà. Bỏ vào đi, tiếc nuối gì. Nhanh đi, tao còn làm pháp sự, tao đi ăn, tao đói run hết cả người rồi. Từ sáng giờ ế chảy ra chả có đồng nào ăn. Chán gì đâu trời, cái gì vậy trời, đó 300 đó. Bây giờ muốn bói kiểu gì? Hôm trước thầy bói con chuyện Kiều. Chuyện Kiều đâu có đúng đâu. Bây giờ thầy coi thầy bói cái gì khác đi. Thì bây giờ tao chỉ có hai cách thôi. Một là sờ mu, với hai là xem chuyện Kiều thôi. Bây giờ mày không thích xem chuyện Kiều thì tao sờ mu. Mu giờ... sờ mu rùa đấy. Sống thì nhờ cái mu rùa với lại cái chuyện Kiều thôi. Bây giờ muốn xem nào? Muốn sờ mu hay là muốn... Này, cầm hương đi. Ở khoan chờ tiết tí. Chết rồi ai? Alo. Lại mày nữa à? Sao mày suốt ngày cứ để đón thế à con? Thế sáng nay mày ra mày gặp ai trước? Gặp cái gì chứ? À gặp cái con đang cấy lúa. À nó cấy lúa. Nó cấy lúa thì nó cong người xuống. Nó khom người xuống thì mày đánh con tôm đi. Ừ. Nhưng mà này, lúc mà mày vừa nhìn thấy nó là mày nhìn thấy cái đầu nó trước hay là nhìn thấy cái mông nó trước? À nhìn thấy cái mông nó trước à? Thế là đánh con tôm nhưng mà phải đánh thối thân nữa. Ừ. Thế đánh con tôm vẫn là 31 nhá. Còn đánh thối thân thì mày đánh con bào ngư đi. Bố tiên sư mày không biết con bào ngư là con gì à? Nó bằng bằng cái bụng tay này này. Mẹ tiền mày đánh số đề mày để mày ăn con bào ngư đi cho cuộc đời mày biết. Bây giờ bố tao cũng chả biết con bào ngư số mấy. Bây giờ mày cứ ra chợ mày hỏi nó bao nhiêu một cân rồi mày lấy cái số tiền đấy, mày lấy cái số mày đánh. Nhá. Suốt ngày cứ đề đóm. Tôi nói đến đâu rồi? Rồi như vậy nè. Bây giờ nói thiệt á, là con cũng nói thiệt với thầy á, là như vậy. Con, thầy coi bói con xong á, con tìm hoài, con thấy cái thằng nào nó cưới con hết á, thì con mới đi, tình cờ con gặp chị Kỳ Duyên. Chị mới biểu con á là, nếu mà em như vậy á, thì em đi sửa ngực đi. Đấy, em đi sửa ngực và em đổi tướng đi, là em có chồng liền. Đây, bói Kiều nha. Thì bói Kiều, giờ biết sao. Mày khánh đi, tao làm pháp sự. Lần này mà không trúng là con cho giang hồ nó giật thầy luôn đó, con nói trước rồi đó. Bà về bạc nhã thuyền hoa con hương đệ tử gần
Mày nín mẹ mày đi. Cái gì tao kêu con nhám mà. Tao đang kêu bà về, bà về, bà thuyền bác nhá vừa đến nơi mày hát xì nó lại lùi. Mày khấn, mày cũng khấn nhẹ nhẹ chứ mày cứ khấn, mày cứ hát, hát. Thì tại vì con vẫn là nhập tâm chứ con mới ít. Tao nhập cái này, mày nhập là gì? Mày khấn là mày chỉ để tâm thôi, để tâm chứ không cần nhập tâm. Tao mới nhập tâm này. Rồi, vậy, vậy xong rồi, xong chưa? Để ta cắm vào cho. Bà về bát nhã thuyền nè hoa, con hương đệ tử gần xa. Đấy. Mày lại đẩy thuyền đi rồi. Thôi mày dở đại đi, mày đọc đi. Tao mệt quá rồi. Con lại trợn lại Phật cho con lấy một chồng đi cho rồi. Chứ bây giờ nó già lắm rồi. Nó già với trái cà rồi mà chúng chưa có chồng. Đọc đi. Nhát trong lờn lợt màu da, ăn gì to nấy để đà làm sao. Thôi đó ông, nè à, này này mày đọc nhầm rồi đấy này. Ông Nguyễn Du ông không có có ghi cái chữ ăn gì to nấy. Ăn gì to lớn để đà làm sao. Tụi con từ tiếng Hoa con đâu có biết đấy. Tiếng Tàu là, mà làm sao con biết con vịt đâu nha. Là nhát trông nhợt nhợt màu da, ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Thế ngày trước mày bốc cái câu là vai năm tất rộng thân 10 thước cao, thế bây giờ là ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Đấy, hai cái nó liên quan nhau. Chắc chắn cuộc đời mày không bao giờ tránh khỏi một thằng chồng béo được. Chết, sao cuộc đời con khổ vậy thầy. Đây, còn cái chữ nhát trông nhợt nhợt màu da. Cái màu da này là nó nhợt nhợt, nó không trắng hồng, nó cũng không trắng xanh, mà nó trắng như theo cái kiểu là sắp tẩm liệm ấy. Trời, thầy nói gì ghê vậy, giống như là người chết vậy thầy. Không, không, người chết nó trắng xanh. Tao đang tìm cái từ nào đây này. À không, nó giống như là mới vừa rút ống còn thở ngóp ngóp vài hơi rồi cái đi. Không, con mới tin là vậy thôi con khỏi. Thằng này ấy, trước tiên đây là nhát trông nhợt nhợt màu da, là chắc chắn thằng này nó là phải thiếu máu. Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Đấy là nó ăn, nó rất ăn, rất là tạp. Nhưng mà nó vẫn không hồng hào được, chứng tỏ thằng này nó phải bị tiểu đường. Thầy giải thích ăn uống giống như heo ăn vậy thầy. Đấy, thằng này nó phải tiểu đường. Cái chồng con kiểu này thôi vậy con ở vậy cho rồi chứ con lấy chồng làm gì. Không, không, không. Không bao giờ tránh được đâu. Thánh đã phán thì không bao giờ mày tránh được. Bởi vì trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu là gẫm thay muôn sự tại trời, trời sinh phải bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thầy, khoan khoan đó thầy. Ủa cái gì vậy thầy, rút vô tiền liền vậy, con chưa coi xong mà. Xong hay không xong tao tém tao đưa tổ rồi. Tao tém ngay tao đưa cho tổ rồi. Chào thầy. Ai đây? Con thầy. À đi chỗ khác chưa, đi đang có khách nhá. Dạ con đâu có tới đây để coi bói đâu. Tại thất tình lang thang đi mỗi chân quá, thấy ghế trống ngồi nhờ chút. Không, khi nào không có khách thì muốn ngồi bao nhiêu ngồi. Bây giờ đang có khách, anh đi chỗ khác cho tôi làm việc. Thầy chưa coi xong mà sao thầy thấy lấy tiền con đau lòng quá. 300 nữa đó thầy, vô trong trả lại con nha. Thì từ từ đấy, mày đã bốc rồi. Nhát trong nhợt nhợt màu da đấy. Ăn gì to lớn đấy đà làm sao đấy. Thầy, thầy. Cái gì? Thầy. Thầy mới cho coi cho con tuần trước đây mà. Tuần trước là mắt thì sáng, sao bên đây đuôi rồi. Có lẽ dữ vậy. À, điều này chắc coi cho ai là trật rồi, chắc thằng đó nó múng con mắt luôn cái gì. Này, tôi nói cho anh biết nhá, tôi xem cho ai ấy là tôi nhớ giọng từng người một. Tôi chưa bao giờ xem cho anh thì anh đừng có vu oan giá họa cho tôi như thế. Có mà, con xạo thầy làm cái gì. Đâu thầy gỡ mắt kiến ra con coi kỹ. Này này, anh đừng có hỗn nhá. Tự dưng tôi mù thế này, anh bảo tôi dở mắt kính ra cho anh xem là xem cái gì. Nè, nói nghe nè. Anh vừa phải thôi chứ. Ủa, lúc trước anh có coi ổng hả? Chắc chắn. Chắc chắn là ổng mà. Tôi xem anh cái gì. Anh có nói thiệt không? Đây nè, cái tuần trước á là mắt ổng còn sáng lắm. Ổng ngồi nói chuyện với tôi. Rồi có con nhỏ mặc váy đi ngang,
Ông lo nhìn mà rớt nước trà đổ vô quần luôn mà. Này này này, con nghi lắm luôn rồi nè. Ta bảo cái này nhá, đây nhá, đừng bao giờ hất đổ chén cơm người khác nhá, thất đức lắm nhá, đi nhá, phản ngay nhá. Không có đâu, trời đất ơi, thầy ơi thầy quên rồi. Quên cái gì, quên làm sao được, tôi xem anh cái gì. À, thầy quên cho con nhắc. Lúc đó đó là con coi bối kiều, con mở ra trúng nhầm hai câu. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thầy giải thích cho con là con sẽ gặp được một chuyện tình bất ngờ, khơi khơi ở ngoài đường, không cần phải hẹn hò, không cần ai giới thiệu hết. Đó, thầy nhớ chưa? Tôi đã bảo không xem cho anh mà. Anh đi đi, làm chuyện này, người ta đang làm ăn mà thì cứ phá. Thầy phải thầy Gia Cát Lạng không? Hay là ai? Ông Gia Cát Lạng nè, đó, ông Gia Cát Lạng đó, ông coi xe bét luôn á. Thôi, mà không nói chuyện với ông đó, đi. Anh, khoan đã, khoan. Anh, đừng có đi. Gì? Để tôi hỏi anh nè. Hỏi gì? Đứng đây đợi một chút đi. À. Thầy. Cái gì? Hãy thầy coi con là... cái... Nhát trong nhìn nhát trong, nhát trong lần lượt màu da. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thầy ơi hình như ổng rồi nè thầy. Y chang luôn á. À thế à? Ừ. Ừ. Thông minh, cô thông minh đấy. Dạ. Cô thông minh đấy. Con biết mà, con biết con thông minh mà. Tha vào. Anh tới đây em hỏi nè. Gì cô? Anh cho tôi nhìn coi. Ừ. Nhát trong lần lượt màu da. Cái mặt của anh nè, giống như là ông tả là rút cái ống nước gì ra đó. Anh sắp chết đó. Nó tái nè. Gì vậy? Rồi ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thì sao? Bên mày hỏi nó có thiếu máu không. Khoan con chưa. Em hỏi anh kỹ, anh phải nói thiệt nha. À. Cái này là quan trọng lắm nha. Quan trọng lắm nghe anh. Sao? Anh có bị thiếu máu không? Có. Tôi bác sĩ nói tôi là thiếu hồng huyết cầu. Hả? Vậy anh có đái không? Ủa đó ai không đái? Không phải. Ý em hỏi là anh có bị tháo đường không đó? À đái tháo đường á hả? Đúng rồi. Trời ơi đái tháo đường là đái hết hồn. Có tôi bị tiểu đường 10 năm rồi. Mà làm gì có hỏi kỹ quá vậy? Vậy là anh à. Cái gì? Anh đang thất tình. Còn anh, em đang tìm tình. À. Mình lấy nhau đi anh. Cái gì? Mình lấy nhau đi. Cái gì vậy? Anh lấy em đi anh. Cái gì thầy? Anh lấy em đi. Anh lấy em đi. Anh lấy em đi. Đi chúng mày lấy nhau đi. Tao lại chúng mày. Lại chúng mày lấy nhau đi. Anh lấy em đi. Thôi thì bất chấp hết yêu nhau đi con. À đúng rồi. Người đâu gặp cỡ làm chi. Đúng rồi. Nó nè. Vậy là có duyên rồi. Nó nè. Thôi mình lấy nhau đi. Đúng rồi. Lấy nhau đi anh. Đi về anh. Tôi đi về liền đi. Dạ, nhưng mà ở gần đây có hotel nào không? Cái gì hotel? Không có. À quên. À, đây. Thầy ơi. Hả? Con cảm ơn thầy nha. Không có gì. Con đi. Mày lấy cái bóp cho em luôn cái đã. Trời ơi. Con lạy trời. Bây giờ con đã có chồng chính thức rồi. Thế chúc hai đứa vui vẻ nha. Dạ cảm ơn thầy ạ. Lần sau ghé xem nha. À thôi khỏi đi, để người khác xem đi. Giờ con có tình duyên là coi chi nữa thầy. Ồ. Hả? Khoan. Thầy à, nói thiệt nha, dỡ cái mắt kiến ra đi. Từ đầu tới cuối con đã thấy thầy rồi. Thầy đừng có giả bộ nữa, nó quýnh thấy mẹ luôn. Dỡ ra đi. Chứ con nói á, là người ta, con nói thầy á, con giật mặt thầy ra thì con sợ là bể chén cơm của thầy. Nên bây giờ thôi gỡ ra đi ha. Đừng có giả đò nữa. Đó. Con mắt sáng vậy tự nhiên đòi mù. Ồ. Không, anh thấy không? Mình á, thật sự ra con mắt sáng vậy coi bói còn chưa được chứ đừng nói chi mà mù. Mù sao thấy thì coi. Em quá hay. Dĩ nhiên là em hay rồi. Thầy, con chỉ thắc mắc một điều. Tại sao thầy không đuôi mà thầy lại tự nhận là mình đuôi? Có muốn thế đâu anh. Nhưng mà đôi khi ở đời ấy, đôi lúc cũng phải giả mù để cho nó khỏi thấy cái cảnh chướng tai gai mắt đấy mà. À vậy hả thầy? Ừ. Thầy con nói nghe nè, thầy trả lại con 300 đi để con đi đánh bài. Thầy mày quên đi, mày có thằng chồng rồi. Ô, tao lấy rồi coi như là 300 lận đó. 300 cái gì vậy? 300 mà mày lấy ra cái thằng mấy chục ký, bây giờ mày tính bao nhiêu một ký? Ừ, nói chị ông nhức đầu lắm. 300 mà còn tính toán. Đi ra chào khán giả đi. Con lại thánh mơ bái gớm được 300.
vô đây, theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây nè, là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, con bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé Bỏng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện anh, gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Ôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe, em tưởng lâu là vỡ ống nước. Đúng. Ngồi xuống. Công nhận ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh ấy. Ừ. Anh nói cho em nghe, em mới qua đây á, em muốn học gì cũng phải từ từ, nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình, đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo ai đi. Xong em bảo là em đi. Rồi nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này. Nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em nó cứ bảo là no, ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên, anh hiểu không? Em điên dần lên, xong em lấy tiếng Việt ra, em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe, nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi. Trời ơi, em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? Ai đi là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à. Thế hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đây xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ôi, biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ôi thế à? Thế không biết thôi. Em cũng đặt quá. Cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là, nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa? Sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì, xong em vác cái mâm ra. Đây, mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. À. Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy, là West Day. West Day. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thì thấy tức cười rồi đúng. Không, nghe thì rất là buồn cười. À. Nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay.
em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy, nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ừ. Ví dụ. Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh cuốn diêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn, còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Trời ơi, không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia, chị ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị, em hỏi chị ơi chị làm gì thế, xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm, em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á. Em có biết đâu. Ờ, em đừng có nghe mấy người nói nghe không. Vâng. Nè, anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ, thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Phân đầy đường ấy. Không phải. Phân đây là phân đi đó. Phân là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ kìa loang thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe phân phân, em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, anh buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ. Có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn ra mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạt chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng dậy coi. Đó. Tướng em là dông dỗng cao như nè. Chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Lồ ói. Anh một cười chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gớm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gớm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ếch. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào protect cái xương cả. Thôi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi, em sợ lắm. Sao vậy? Thôi, em thấy cái tai nạn bơm mấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn, ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu ký lô, con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi ô con này sao tự dưng tao mua cá sao mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kìa, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi, cái đó là tai nạn mà, nó không có thảy ra thông thường. Thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí, sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt rồi. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện đã anh lo, nghe không? Anh làm á không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng, xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi. Không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì, anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nhảy đầm luôn. Được không? Ôi chết, từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy, xuống ruộng nhảy lên bờ. Bây giờ học nhảy đầm, học thế chó nào được rồi ơi. Học cho nó đỡ buồn, thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi, về. Anh,
đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại hết rồi. Rồi. Nó thịt nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh nhanh đi nhá. Ừ. Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, ngồi đợi chờ em trong phòng vắng, buồn thì cười vui khóc như điên, biết bây giờ đang rước ưu phiền. Tôi đã lầm to, tôi đã lầm, tôi biết tôi lầm. Lầm thì lầm, tôi đã lầm quá. Lầm thì lầm, tôi đã lầm to. Tôi đã lầm to. Ngày em đi vào phố rồi đêm đi nhảy đầm, ngày đi binh sập sám, lúc vào shopping mall để nhà như cái nhà kho, hơn tôi như là trâu bò. Rồi em mua, rồi em sắm, là đô la, là nước mắt, là công tôi miệt mài cài đêm ôi cài ngày để em có tiền sai quá. Tôi đã lầm theo anh sang đây. Cho tâm hồn tan nát từng ngày. Nằm chờ chồng như con mèo đói. Chồng làm về ngủ ngáy ô, muốn yêu chồng nó lại không cho. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm 2-3 job tôi mệt tôi phải ngủ chứ. Thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ. Có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy nếu sao? Nếu ông gáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đó. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả thì tôi mới ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Gớm khổ sao không lê tự viết bài mà hát. Còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao. Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà, bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy ngày đầm? Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy. X-ray đây. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen. Không thấy được cái gì. Đấy rồi về nằm treo giò lên 4 hôm. 400 nữa là 700 đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Hả? Sorry. Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa kim tuyến đầy người hết trơn ấy. Ồ, ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái thế này, tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì?
Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy, bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì trơn, bà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? Chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, 3 ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha, tôi sợ bà buồn, tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Chứ đây còn này, gì nữa? Ông nhìn đi. Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi này. Đây, bằng neo đấy, bằng ESL này, bằng lái này. Còn cái bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bài có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. Ờ. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong rồi ai không để thẻ vào, tôi để thẻ vào tôi lấy phoi. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa, tôi không ngờ. Ô, buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo. Ăn chơi sa đọa mà học được tiếng Anh. Ăn chơi sa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ, tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé gì? Mỏng. Mỏng gì? Bé mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi, Jennifer Lu. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng. Ở trong nhà em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ anh chơi sa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em, có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng xong thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Này. Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ sao anh thấy tối bụng quá. Đói bụng à? Ừ. Ôi thế được rồi. Ừ. Ngày hôm nay anh nghỉ việc gì? Không đi làm gì? Ừ. Được rồi, vào trong đấy em làm cước anh ăn. Ê! Cái gì? Em cúc cho anh ăn. Có chuyện đàng hoàng. Trời đất ơi, cái đó năm trước rồi em ơi. Vâng.